Hello, chào tất cả mọi người nha. Ok, thì trước khi mà vào cái livestream này đấy, thì mình cũng chia sẻ với các bạn như này. Dạo gần đây khi mà mình liên tục nói về nhóm Nũ Hậu, xin lỗi các bạn, nhóm anti fan Nũ Hậu, thì có rất nhiều bạn nói rằng là tôi đang sa đà vào cái câu chuyện này. Thì tôi đã chia sẻ với các bạn rồi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta lên đây chúng ta phản biện những cái sai, những cái điều mà có hại cho đất nước, có hại cho cái văn hóa của dân tộc Việt Nam. Không ở đâu có câu chuyện là bây giờ cứ tụ tập đám đông vào cứ cho rằng mình đúng để đi chửi người khác, không cần biết đúng sai phải trái. Nếu như chửi đúng ok tôi đồng ý, nhưng mà khi mà bạn chỉ sai tức là bạn đang làm cho người ta nhìn vào cái văn hóa dân tộc Việt Nam một cách méo mó và xấu xí, không nhận biết đâu là cái thật cái đúng nữa, mà nó ảnh hưởng đến cái hình ảnh của đất nước. Tôi đã nói rồi, ví dụ như là gì, Thủy Tiên thua, Thủy Tiên bị chửi, thì bọn ba que ba sọc, bọn phản động nó sẽ bảo đó, cái bọn cộng sản nó thấy có người ta làm được cái, thấy người ta kêu gọi nhiều tiền cái là ghen ăn tức ỉa, là khó chịu, là phải trù dập, đứa nào ngoi lên là chúng nó đập. Đó, đó là bọn ba sọc nó sẽ xuyên tạc như vậy. Thế còn nếu như mà Phan Nũ Hậu, gọi là Lũ Hậu và những gọi là Lũ Hậu con mà thắng chẳng hạn, đúng không, à mà thua chẳng hạn, thì người ta bảo ôi dồi ôi cái bọn dư luận viên bò đỏ. Đây là một điều theo tôi, cái quan điểm tôi thì cực kỳ nguy hại đến hình ảnh đất nước và hình ảnh của văn hóa Việt Nam, nên tôi phải liên tục, bởi vì càng ngày thì chúng nó càng 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 nhạt. Tôi nói ví dụ như hôm nay khi đài truyền hình Việt Nam người ta phát trực tiếp về cái việc là tôn vinh những cái sự đóng góp âm thầm của những cái người làm việc tốt, làm việc thiện, nghe đâu chắc là tôi thì tôi không xem, thì thấy bảo là không có Thủy Tiên, ok không có Thủy Tiên không sao, nhưng họ đăng lên để cho fan của họ vào chửi bới móc nói mỉa mai, Thủy Tiên đâu rồi, Tiên Cô đâu rồi, Lũ Hậu đâu rồi, có nghĩa là dạ, ý họ muốn nói là đấy, nhà nước không tôn vinh Thủy Tiên đó. Thì tôi có nói với các bạn này, hàng năm có hàng trăm hàng nghìn người người ta làm việc tốt, thậm chí hàng triệu người làm việc tốt. Nếu mà nói tiêu biểu chỉ có vài chục người thôi, nhưng khi không mình không lọt được vào cái top tiêu biểu đó, không phải có nghĩa là mình là người xấu. Thế nhưng mà họ vẫn đăng lên như thế để làm gì? Để kích động cái những cái lực lượng gọi là người ủng hộ của Thủy Tiên sẽ bắt đầu xì xèo chửi bới nhà nước, chúi mũi dùi vào nhà nước. Các bạn thấy xàm không? Đây là cái cách mà gì, là đẩy cái nhóm gọi là fan của Thủy Tiên nó làm một cái đối lập đối với nhà nước. 8 triệu người đó, 8 triệu người cứ cho rằng trong trang Thủy Tiên có nhiều phản động như theo lý lẽ của họ nói. Nhưng không lẽ rằng 8 triệu người hoặc 9 triệu người trong fan Thủy Tiên đều là phản động? Thế nhưng khi những ai đó ủng hộ Thủy Tiên, người ta sẽ cảm thấy rất khó chịu khi bị so sánh, bị bơi móc như vậy. Và họ vô tình trong số 8 triệu người đấy sẽ có những người nghĩ rằng à, nhà nước không công bằng, Thủy Tiên làm được bao nhiêu việc tốt như thế mà tôn vinh người khác mà lại đi bới mọ, gọi là làm như vậy không khác gì là chửi Thủy Tiên là làm thế này làm thế kia. Đấy là gì? Đấy là một sự bẩn bựa. Nên tôi tiếp tục phải nói, có thể là anh chị em không thích nghe. Thì tôi cũng đã nhìn thấy, tôi đã nhìn thấy được cái gì, là trong cái fanpage của mình có rất nhiều người đã cắm đầu sang bên đó ủng hộ. Và khi tôi có liên tục có những bài phản biện về Lũ Hậu, các bạn bỏ hết, bỏ, tôi nói thật bỏ là bỏ, kể cả fan cứng fan kiếp bỏ hết. Không phải là vì các bạn không thích nghe câu chuyện này, mà là bởi vì tôi đang xoáy vào những cái mà các bạn sai, nên các bạn khó chịu các bạn bỏ. Tôi không phải là vì các bạn thấy là tôi nói không hay hay là chán nghe câu chuyện. Có một số người nói rằng họ thích nghe chuyện thế giới, họ thích nghe chuyện chính trị, họ thích nghe phân tích về vấn đề này vấn đề kia nó lớn lao hơn, cho nên là họ bỏ. Không, số đấy cực ít, cực cực ít luôn. Mà tất cả những người bỏ đó đều là những người đang tham gia ở bên cái trang luhau.vn đó. Cho nên là họ vào họ khuyên là gì? Như đi đừng
đừng có nói cái vấn đề này nữa, nói mãi nó thành nhàm. Rồi họ đưa ra cái câu nói của tôi là gì, ví dụ của tôi là một người vợ ngoại tình đấy, một là chia tay, hai là nếu như tha thứ thì tha thứ, không nói nhiều nữa, nói nhiều thì là không tốt. Để nói về cái trường hợp của tôi, nói đúng không, mà các bạn ấy mù mờ đánh lận con đen. Cái câu chuyện người ta biết người ta sai, ok, lúc bấy giờ ngồi vào để xử lý, một chia tay, hai là tha thứ. Thế nhưng mà khi mà người ta chưa nhận ra cái sai, nó khi mà người ta chưa nhận ra cái sai mà người ta vẫn tiếp tục đánh phá, làm ảnh hưởng đến đến bản thân của mình, thì mình phải nói, mình phải đấu tranh chứ. Thì cái nhóm Nũ Hậu này, nũhậu.vn này cũng vậy, nhóm anti-fan nũhậu.vn này cũng vậy, họ có dừng lại đâu, họ vẫn tiếp tục, họ vẫn cứ răng lên nào là trong trong nhóm có gì, có phóng viên VTV, họ biết hết đó. Họ làm như kiểu oai đó, họ được phóng viên VTV họ vào họ ủng hộ. Hôm trước có một cái phóng viên ở trên VTV khi phát ngôn một câu là tôi có mặt ở trong tất cả các nhóm anti-fan, tôi không ghét ai cả, nhưng mà tôi vào trong đó là để hóng hóng chuyện thôi. Thì cũng nói luôn này, cái câu nói đó đã bị gọi là dư luận lên lên tiếng rất nhiều. Mình là một người của thuộc đài truyền hình thì mình không nên nói như vậy. Thế nhưng lật lại một cái mặt khác thì chúng ta cũng thấy được là gì? Người ta có thể làm ông chủ tịch tỉnh, ông chủ tịch huyện, ông cán bộ phường, cán bộ xã, hay là người ta là phóng viên báo chí. Thì khi người ta ở trụ sở, trong giờ làm việc người ta với cái chức danh đó. Còn khi người ta đã không còn ở trong trụ sở nữa, người ta đã không làm những cái vấn đề thuộc thẩm quyền của người ta nữa, thì người ta cũng chỉ là một cái công dân bình thường như mình thôi, có cái mẹ gì đâu mà tung hô gớm thế, như thể trang của ta là trang chính nghĩa, toàn kiểu như là lợi dụng hình ảnh của nhà nước, đúng không, toàn lợi dụng hình ảnh của nhà nước không à. VTV người ta lên tiếng là gì, người ta phản bác, người ta phê phán những người lợi dụng câu chuyện từ thiện của Thủy Tiên để xuyên tạc, thì nó cứ một mực là nó đâm mặt vào, nó léo lèo lái dư luận để nó chửi bới Thủy Tiên. Nó tôi không đánh phá Thủy Tiên, chúng tôi không đánh phá từ thiện, tôi không đánh phá Thủy Tiên, nhưng mà cái câu chuyện mày bơi móc các kiểu ra để làm gì, để cho người ta thấy một cái hình ảnh làm từ thiện xấu xí, không ai tham gia nữa, ai cũng mệt mỏi. Mày đặt cái tựa đề của cái trang của mày là nũhậu.vn một cách đầy mỉa mai, đối tượng nhắm đến là ai mà bảo là không đánh phá hả? Toàn một cái lũ lý luận lươn nẹo, vậy mà lúc nào cũng vác danh yêu nước, đúng không? Sau một loạt bài của tôi đăng lên hôm trước thì cái thằng chủ kênh, à, chủ cái trang đó, thằng Tùng Trương, Tùng Trường gì đó đấy, bảo còn văn minh lịch sự, bảo thế này thế kia, thế nhưng mà quay ra cũng chửi đi con mẹ mày hết rồi, văn minh nữa không? Văn minh nữa không? Hôm nay một loạt những cái người vào trong trang của tôi đề xuất xấu rồi chửi bới tôi là phản động các kiểu, văn minh nữa không? Hay là bây giờ hết hết lý lẽ rồi, hết văn minh rồi, quay ra chửi đổng rồi, chửi bẩn, chửi chửi bựa thôi. Đúng không? Đấy, ví dụ như là lồi alo cũng vừa đi quá xa này đấy. Tôi nói luôn các bạn, ở Việt Nam là đất nước có luật pháp. Tôi cóc sợ cha con thằng nào cả. Thoải mái cứ gặp mặt nhá. Thoải mái cứ gặp mặt. Vào đe dọa như này đấy, gọi là văn minh đó. Đấy, cái nhóm gọi lũ hậu con đấy. Lũ hậu môn rồi, ok, giờ đặt nó là lũ hậu môn. Đó, lũ hậu môn đó. Hôm trước thì vừa đăng lên là chúng ta còn lịch sự văn minh, chúng ta thể hiện được là sự văn minh, lịch sự và yêu nước. Đến hôm nay cái thằng chủ trang còn chửi địt con mẹ thằng sóng thần rồi. Đó. Thế rồi làm sao? Đến ngày hôm nay bộ mặt đã bắt đầu lộ diện. Khi mà hôm nay hai lần đăng bài lên rồi xóa, đăng bài lên rồi xóa. Sao vậy? Cuống à? Bài đầu tiên là gì? Bài đầu tiên là nếu như tôi không nhầm thì có thể là ba bài đấy, chứ không phải hai bài đâu. Để tôi xem lại nè, ba bài hay hai bài.
nói nó chuẩn không, rồi chúng nó lại 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 bảo mình không tìm hiểu. Vị chi là ba bài các bạn ạ. Một ngày mà đăng lên ba bài để chửi bới chán xong bắt đầu lại xóa bài. Ngày xưa thì Công Vinh nó đăng bài lên xong nó xóa, Thủy Tiên đăng bài lên xong xóa thì bắt đầu nó chửi nè. Rồi tại sao phải xóa, phải sợ, phải xoắn. Thế đến hôm nay rồi cũng bắt đầu đăng bài lên xong xóa. Cái bộ mặt khốn nạn bắt đầu lộ diện. Đầu tiên là gì? Đầu tiên là đánh phá vào cái MV mới nhất của Thủy Tiên. Ôi, người ta làm từ thiện sai, ok, chúng mày cứ chỉ trích. Còn cái công việc người ta là ca sĩ, người ta ra sản phẩm. Đó là cái gì? Là một sản phẩm để giải trí, đóng góp vào trong cái sự phong phú của văn hóa Việt Nam. Một cái công việc để người ta kiếm tiền, nuôi lớn bản thân và đóng góp cho xã hội. Tại sao lại vào chù ẻo? Với mục tiêu của cái nhóm đấy là gì? Đầu tiên là gì? Là không đánh phá cá nhân, là không phê phán về 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 gọi là khuyết tật cơ thể. Thế nhưng mà thằng chủ trang là thằng Tùng Chương đó lại tự nhiên đăng cái bài đó lên. Nhưng mà một lũ ngu lúc nào cũng nói rằng quy định của chúng ta phải thế này, quy định của chúng ta phải thế kia, và chính cái thằng chủ cái trang đó, chủ cái nhóm đó cũng nói đến như vậy. Thế nhưng mà chính nó lại đăng vi phạm vào cái gọi là đánh phá cá nhân. Hàng trăm, hàng nghìn gọi là lượt like, hàng 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 mấy trăm quả toàn vào bơi móc mỉa mai chửi rủa cái clip đó của Thủy Tiên, rồi là chửi rủa Thủy Tiên. Nó một, nhưng trong đấy chỉ có một đến hai người nói rằng hình như là mọi người đã đi sai đường con mẹ nó rồi, đây là đánh phá cá nhân chứ không phải việc chính. Thì thằng chủ trang nó ngay lập tức xóa cái bài đó đi. Một con người sao xóa nhanh thế? Chỉ có một cái duy nhất, đó là gì? Là anh biết đó là đánh phá cá nhân rồi, mục tiêu của anh là đánh phá cá nhân rồi, nhưng anh thử viết lên xem cái bọn bị nhồi sọ, cái bọn học sinh ưu tú ở trong cái trường mầm non Lũ Hậu Môn nó có biết ra không, nó có ủng hộ không. Và y như rằng một lũ nhồi sọ vào lịch sự văn minh yêu nước quay ra là chửi bới đánh phá cá nhân. Nhưng chỉ có một hai người thức tỉnh, người ta nói rằng đây là đánh phá cá nhân, thì là cu cậu không cãi câu gì nữa, âm thầm xóa bài. Bởi vì sao? Bởi vì có người đã phát hiện ra cái âm mưu của mày rồi, nên mày phải xóa vội. Đúng không? Nên nó phải phải xóa vội. Xóa cái đấy đầu tiên. Đến cái thứ hai, hôm trước cái thằng chủ trang của cái Lũ Hậu chấm vn đó nói rằng ôi giời, mình không quan tâm đến cái những cái người ngoài, cứ để cho Lưu Ly nó chửi chán đi, chửi chán mệt thì nghỉ. Thế nhưng một loạt những cái bài viết tôi phân tích ra cho những cái sai, tôi xoáy thẳng vào những cái sai của chúng nó, cái sự bẩn bượng của chúng nó, và trước cái nguy cơ là bị lột cái mặt nạ ra, sợ mọi người biết, thì bắt đầu là quay ra đến xuyên tạc. Tôi Lưu Ly, các bạn ở đây đã ai đã theo dõi tôi, những người mà đã theo dõi tôi hoặc là gì đó thì cũng đã biết tôi rất nhiều rồi. Tuy rằng không phải là dạng nổi tiếng gì cho càng, nhưng tôi có thể khẳng định nếu những ai đã là cờ đỏ, những ai đã là tham gia vào cái mạng gọi là chống phản động này, không thể không biết tôi. Chỉ có điều quý hay không quý, thích hay không thích, tương tác hay không tương tác mà thôi. Chứ nhất định không ai không biết. Bởi vì tôi làm hàng mấy trăm clip rồi, lượng xem lượng like thì cũng có hàng nghìn người rồi, hàng chục nghìn người rồi, làm sao mà không biết. Nếu nói về live stream mà là mạng gọi là yêu nước ở trên cái mạng này thì tôi có kém cạnh ai. Có đúng không? Tôi có kém cạnh ai nào, cho nên chắc chắn là biết. Thế nhưng mà bây giờ lại đi vu khống cho tôi là đây là cái nickname này, lích lão chăn bò hay là kinh dương vương gì các kiểu. Tôi nghe tôi buồn cười quá. Bà mẹ mình có phải là người suốt ngày ở nhà chơi Facebook để viết bài đâu. Nhưng một cái trang của tôi thôi, còn nhiều khi còn không có bài để mà đăng, không có ý tưởng để mà viết, không có tin tức để mà viết.
thì làm sao mà tôi có thể viết bài ở các trang khác được? Nào là tôi là một người cứ vào trang Lưu Ly TV and Fan đi là sẽ thấy được là đấy là một thằng lão chăn bò, nó đã bị cộng đồng tẩy gọi là gì là phê phán tẩy chay. Tôi chia sẻ với các bạn, tôi không biết ông lão chăn bò là ai thực sự, bởi vì người ta chỉ viết bài, tôi có đọc qua một vài bài viết của ông ấy, cũng biết cái nickname lão chăn bò, nhưng mà tôi không tương tác nên tôi không biết họ là ai, tôi không quan tâm, cũng không biết là họ đúng hay sai phải trái, nhưng chỉ có điều tôi không phải ông đó. Và tôi đính chính lại một điều, tôi không phải ông đó. Cho nên cái tất cả những việc làm ông đó dù đúng, ông ấy được tuyên dương, sai, ông ấy chịu trách nhiệm. Thế nhưng mà fan gọi là những cái đám fan cuồng đó cứ lao vào ầm ầm, làm như là tôi là đúng rồi đó. Tôi là cái thằng gọi là bác que bác sọc, gọi là lên đây viết một vài bài xong nó cài cắm một vài luận điệu xuyên tạc. Đó, các bạn thấy chưa? Nếu như là một cái trang mà đầy tính chính nghĩa, đầy những con người có học thức, trí thức, có đủ sự tỉnh táo để khẳng định được là mình gì, mình đang bảo giữ gìn cái gọi nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, liệu rằng có đi xuyên tạc giống lũ ba que không? Và những cái người mà còn tỉnh táo, liệu rằng cái những luận điệu xuyên tạc đó có đáng để ủng hộ hay không? Ủng hộ khác gì coi như là bọn ba que nó cũng ủng hộ những cái luận điệu xuyên tạc đấy, nó ủng hộ những điều cực ngu. Năm 2020 Việt Nam thành một tỉnh của Trung Quốc, thế rồi chúng nó ủng hộ, đến giờ này rồi chúng nó vẫn cứ lật lại hiệp định Paris 1973. Đó, tôi nói cho các bạn nghe, nếu như một cái trang mà gọi là đầy tính minh bạch, đầy cái khả năng về lý luận, cái khả năng về nhận thức và đầy tính chính nghĩa, thì làm gì có cái câu chuyện mà đi xuyên tạc người khác. Một cái hiện tượng, một cái thằng nó trường mặt lên trên livestream hàng ngày mà vẫn xuyên tạc được. Thế rồi mà vẫn có những cái kẻ mà vẫn cho rằng đó là đúng. Xuyên tạc được tôi thì xuyên tạc Thủy Tiên, xuyên tạc những người khác, bởi vì anh là cái thằng xuyên tạc. Rất nhiều người, người ta bắt đầu cảm thấy ngán ngẩm với lại điều đó, và người ta đã chụp cái hình của tôi, chụp cái bài viết của tôi đăng vào trong đó. Thế là xấu hổ quá, thắng làm vua thua xóa bài. Đó các bạn đó, không cái gì, làm gì có đầy nó vào nó duyệt. Những cái bài nào phản biện nó, những cái comment nào phản biện nó đều bị chặn hết. Rất nhiều người vào đấy chỉ cần phản biện nó rất lịch sự văn minh, đầy đủ lý lẽ, ngay lập tức bị block. Thế mà hàng ngày nó chửi rủa đó, bên phía Thủy Tiên chỉ đăng những cái comment mà tôn vinh Thủy Tiên thôi, còn những cái mà phản biện Thủy Tiên là bị chặn ngay. Đấy là một cái hành vi cực kỳ khốn nạn. Thế bây giờ cái trang lũ hậu.vn này, cái bọn antifan này nó có khác mẹ gì đâu. Có khác gì đâu. Thằng chủ trang thì bây giờ giống y như thằng cha, một cái thằng gọi là bảo mẫu của những đứa trẻ con ấy. Hôm nay 20 giờ 10 phút, chú ý các bạn, chú ý xem thời sự nha. Thế là tất cả ngồi cầm ghế chờ sẵn, bỏ hết công việc ngồi chờ xem thời sự. Thế các bạn vào comment văn minh lịch sự để giữ trang của chúng ta là một trang văn minh lịch sự nha. Bà mẹ chứ mà đi ra ngoài khác nó chửi bới người ta suốt. Ai vào phản biện, các bạn có bản văn mẫu nào nữa không? Trong khi đó hàng ngàn comment đọc đi đọc lại chỉ có thấy chụp hình chế hình ảnh Thủy Tiên không. Cái học viện chống phản động cũng thế, thấy coi là bên trang lũ hậu.vn này nó đang thu hút được sự chú ý, đang thu hút được lượng fan, cũng bú vào, lao vào bú phêm, cũng ra vẻ ta đây hợp tác, ta đây là đồng minh. Nó hèn hạ, nó nhục nhã. Tôi nói thật, một cái trang nó phải thể hiện được cái cá tính của mình. Trang của tôi không có liên kết với bất cứ trang nào, không hợp tác,
ủng hộ quan điểm của Trang nào, biết con mẹ thì Trang nó như thế nào mà ủng hộ. Một cái Trang mang tiếng học viện bây giờ lại còn lên chống cái ngu, cái ngu là chống. Ô hay quá, ta làm như mình một mình gọi là làm như kiểu mình là người có thể nói là khôn nhất thiên hạ. Làm gì có cái học viện chống phản động nào, ngoài việc chống phản động ra thì còn một cái là ngu là chống. Cứ ngu là chống. Xong rồi còn lôi câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào, rất là buồn cho những người mà mù mờ không nhận ra. Cái động từ, cái tính từ ngu và cái tính từ dốt, nó là hai tính từ hoàn toàn khác nhau. Dốt có nghĩa là anh đi học anh không tiếp nhận được, hoặc anh không được học. Học mà dốt ấy thì có thể học lứa để thành giỏi, chăm chỉ chịu khó sẽ học giỏi. Ví dụ như ta mù chữ, đó là ta không hiểu biết cái gì, đó là ta dốt. Nhưng đó là bởi vì xuất phát từ việc ta không có học. Còn cái từ ngu thì nó là một cái từ mang tính xúc phạm, nhục mạ. Bác Hồ nói là chúng ta gọi là gì, phải diệt giặc dốt. Chứ Bác Hồ không nói diệt giặc ngu. Nhưng chúng nó lại xuyên tạc lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đúng chưa? Nó lại xuyên tạc cái lời nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác nói là gì? Là chúng ta diệt giặc dốt, tức là gì? Đi dạy chữ cho nhân dân. Chứ không phải là chống cái ngu như bọn nó. Bọn nó chống ngu là gì? Nó ngu là chửi. Người ta bảo rồi, ngu trời dạy. Nhưng ngu đấy là nó làm sao? Nó là do thiên bẩm. Con người ta ngu, người ta chỉ có như thế thôi. Sợ là sợ thằng khôn, sợ gì thằng ngu. Ngu không có tội. Thế mà bây giờ cái Trang gọi là Trang gì? Lực lượng gì, học viện chống phản động đăng lên nghe có vẻ ghê gớm. Cũng chỉ là những cái thằng thấy người ta thấy sang Bắc Quang làm họ. Trang đúng không? Nó có giờ nó gửi bài vào trong học viện chống phản động nó đăng không? Mà tại sao Trang phản học viện chống phản động phải đăng bài ở trong trong Trang đúng không? Để làm gì? Để tìm sự tìm kiếm sự ủng hộ. Một lũ bò đỏ. Vâng, chào bác Cầm Nguyễn. Viết các bài khác ấy, được bao nhiêu tương tác, riêng viết bài về Thủy Tiên có hàng triệu, xin lỗi các bạn, có hàng nghìn tương tác ngay. Đây là gì? Đây là kiểu sang bú phêm. Có đúng không? Cái đấy là gì? Cái đấy mà cái đấy các bạn hỏi tôi sẽ trả lời cho các bạn nghe. Chứ tôi đấy, tôi cũng lập rất nhiều link. Nhưng các bạn có thấy tôi bao giờ đi tương tác ở các trang khác không? Trang nào tôi cũng theo dõi. Tôi đọc và lọ kia. Nhưng không bao giờ tôi tương tác trong đó. Tôi không muốn khoe mình là lưu ly đây hay nọ kia. Còn nếu ok, có rất nhiều người nói rằng cô mẹ em ghét con Thủy Tiên quá, em thích thế, em thích chống nó, em thích chửi nó. Ở trong đó làm gì? Các bạn ghét với ví dụ như việc anti-fan của Hương Giang, chửi con Hương Giang đó. Tôi có thèm lên tiếng đâu. Nhưng tại sao cái anti-fan nũ hậu trong VN này tôi lại lên tiếng? Là bởi vì nó vác cái danh cờ đỏ vào trong đó. Hôm nay thằng Tùng Trương ấy, Tùng Trương gì đó. Em còn bảo ôi hình như ông ấy không phải cờ đỏ. Bà mẹ mày tự nhiên mày phân tích ai là cờ đỏ, ai là không à? Hả? Hả? Tôi hỏi các bạn ấy, nó tự nhận ra được ai là cờ đỏ à? Tất cả những người đã theo dõi trên cộng đồng mạng, những người đã là cờ đỏ, có ai biết tôi không? Có ai là không biết tôi không? Nhưng vào trong đó tôi biết được những cái người mà còn trong đó là ông này em biết qua nhà Duy Nguyễn hay là trên lọ thích trai đó, thì đều là phải vuốt đuôi chúng nó cả. Bởi vì viết mà theo kiểu phản ứng với lại lời nói chúng nó là unblock ngay.
Cho nên là họ nói là nói cứ phải vút ve, tôi thấy nó khổ. Tôi nói thật, trong cái nhóm mà gọi là lũ hậu môn đó, tức là cái lũ hậu con đó, nó khổ lắm, vào trong đó không được đưa ý kiến mình. Một người mà rất thân với tôi, đã từng ủng hộ Nhũ Hậu, thậm chí cãi cọ nhau với tôi, đưa ra lời khuyên với tôi là gì? Là anh mà để nó bị, anh mà để bọn anti fan nó ghét đấy, là nó phải dập đến cùng. Đấy, các bạn thấy đấy, những người mà tham gia đó. Nhưng bây giờ người đó đã cảm thấy cái nhóm này càng ngày càng sàm, càng ngày càng cực đoan, người ta rút ra. Mà thôi anh ơi, đừng có nói nữa. Đừng nói nữa, bởi vì nói là bọn này nó ghét và nó sẽ đem đến cùng, nó dập đến cùng.